vào cái việc quyết tâm của chúng tôi. Cộng đồng chúng ta tôi nghĩ rằng phải lớn mạnh hơn gấp trăm lần nữa, gấp ngàn lần nữa. Chúng ta có không biết bao nhiêu là triệu phú. Và thưa quý vị, ở ngay trong miền Nam Cali này, theo như tôi được biết, con đã có một người tỷ phú Việt Nam. Người tỷ phú này làm ăn và kiếm tiền ở trong dòng chính của Hoa Kỳ, chứ không phải là làm ăn ở những nơi xa xôi. Chúng ta đã có rất nhiều khoa học gia lỗi lạc. Chúng ta đã có một chuẩn tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Chúng ta có không biết bao nhiêu là bác sĩ, nha sĩ, không biết bao nhiêu là những cái người mà có những công ty điện tử thành công lớn. Không có lý do gì mà cái tầng mức lớn mạnh của cộng đồng chúng ta nó chỉ có vỏn vẹn trong cái khu Little Sài Gòn này. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một trung tâm sinh hoạt trị giá hàng chục triệu đô la, nó mới xứng đáng với cái tầm vóc đó. Vậy tại sao chúng ta chưa có? Cứ mỗi ngày tôi luôn luôn tôi thao thức và tôi buồn là bởi vì tiềm năng của chúng ta quá lớn, mà cái mức thành đạt của chúng ta so với cái tiềm năng của chúng ta nó không đáng kể gì. Nếu mà chúng ta cảm thấy hài lòng với một số điều chúng ta có thì cái điều đó nó không xứng đáng, là bởi vì chúng ta có thể có 1.000 lần cao hơn. Lý do duy nhất mà chúng ta không đạt được cái điều đó là bởi vì chúng ta còn bị phân hóa, chúng ta còn những cái khó khăn mà chúng ta đã không ngồi lại với nhau được. Khi tôi nói chuyện với gia đình của tôi để cho tôi bước ra nhận lãnh cái trách nhiệm này, tôi đã có cái quyết tâm muốn cùng tất cả quý vị. Tôi chỉ mong tôi là một cái chất xúc tác, một cái gạch nối để mà tất cả các hội đoàn, hội đồng hương, các đảng phái chính trị ngồi lại làm việc với nhau. Chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất, đó là cái tập đoàn Cộng sản vẫn tiếp tục đàn áp người dân của chúng ta. Tôi mong rằng, và đây là cái điều mà tôi thổn thức mỗi đêm. Tôi muốn tất cả những máu tanh ở trong cộng đồng của chúng ta chấm dứt, và phải chấm dứt sớm. Chúng ta hãy ngồi chung với nhau trong một mái nhà. Và thực sự ra cái ưu tiên của hoàn đầu của tôi từ bao nhiêu năm nay, cái ước mơ của tôi là chúng ta chỉ có một cộng đồng duy nhất mà thôi. Tôi quyết tâm, thưa quý vị, tôi quyết tâm bằng đủ mọi cách và bằng hết tất cả cái con tim của chúng tôi kêu gọi cái sự hợp nhất. Chúng ta hợp nhất để cùng làm việc chung một mái nhà người Việt tị nạn. Chúng ta hợp nhất để tạo cái niềm hứng khởi và cái niềm tin yêu của tất cả mọi đồng hương. Từ đó đồng hương mới tham gia vào các sinh hoạt của chúng ta. Và từ đó chúng ta mới có thể có được những cái trung tâm sinh hoạt lên đến hàng chục triệu đô la. Chuyện nó không có gì khó, thưa quý vị. Vâng, thì thưa quý vị, tôi mong rằng là có thể câu giờ để cái người tổng thư ký của chúng tôi từ đường xa xôi về đây, có lẽ là cái thông tin đó nó chưa có đúng. Thành ra tôi được nhắc nhở là thời giờ đang trôi qua đã nhiều, mà thành ra không thể tiếp tục chờ đợi lâu được. Thì chúng tôi chỉ xin bổ túc hai việc. Việc thứ nhất là cái người thủ quỹ của chúng tôi hồi nãy tôi thiếu sót, cô ta hôm nay xin lỗi là vì trong gia đình có người bị bạo bệnh nặng ở trong nhà thương, thành ra cô không thể có mặt trong ngày hôm nay được. Và cái ước mong của cô ta là một người CPA tên là Judy Bùi, có văn phòng khai thuế Judy Tax Solution ở ngay trên đường Euclid. Lý do tôi mời cô ta làm thủ quỹ cho cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali là bởi vì tôi muốn là có một người CPA để lo tất cả mọi giấy tờ sổ sách hành chính. Chúng tôi sẽ, như bác đã nói, chúng tôi sẽ thông báo tất cả mọi chi thu mỗi tam ca nguyệt. Và không có người nào thích hợp hơn là có một cái người có bằng CPA, Certified Public Accountant, để mà giúp chúng ta làm chuyện đó. Nếu chúng tôi muốn một cái người thủ quỹ để mà có thể xuất hiện trước công chúng thường xuyên thì chúng tôi sẽ chọn một người khác có thể văn hoa hơn và có thể có nhiều thời giờ để gặp quý vị hơn. Nhưng chúng tôi nghĩ điểm quan trọng là ban
hội đồng chấp hành lo những cái việc thường xuyên của cộng đồng, và cái người thủ quỹ là cái người CPA đứng ở đằng sau hội trường sẽ lo tất cả mọi giấy tờ hành chính chúng ta để mà đúng với lại luật pháp Hoa Kỳ, và để giúp chúng ta công bố tất cả mọi tài chính mỗi tam tá nguyệt. Khi cô ký tên vào trong cái bản báo cáo tài chính đó, công ty của cô và cái bằng CPA của cô chịu trách nhiệm với tất cả mọi khai báo. Thành ra quý vị yên tâm. Thì chúng tôi chỉ xin vắn tắt bổ túc bấy nhiêu điều và xin trao microphone lại cho MC. Ban chấp hành và chúc từng ban chấp hành đạt được nhiều thành công trong nhiệm kỳ tới. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Tôi tên Nguyễn Long, phụ trách Phó Chủ tịch Nội vụ Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Hôm nay chúng tôi xin thay mặt Ban chấp hành xin được giới thiệu Ủy ban Thường vụ Hội đồng
đại biểu cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Kính thưa quý vị, trong nội quy của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali có 3 cơ chế: hội đồng chấp hành, hội đồng giám sát và ủy ban thường vụ. Ủy ban thường vụ được bầu vào cách đây cũng một tháng, thì đây là 11 nhân sự. Sau đây tôi sẽ từng tự giới thiệu, thì xin 11 vị trong ủy ban thường vụ lên để ra mắt với toàn thể quý vị. Thứ nhất, ông Phan Kỳ Nhơn. Ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban thường vụ hội đồng đại biểu, chủ tịch liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, cố vấn hội đền Hùng, thành viên hội đồng quản trị hội Đức Thánh Trần. Trước năm 1975 là một sĩ quan quân cảnh Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời chú Phan Kỳ Nhơn lên sân khấu ạ. Người thứ hai, ông Richard Bùi Đẹp. Ông Richard Bùi Đẹp là phó ban thường vụ hội đồng đại biểu, nguyên hội trưởng hội ái hữu không quân miền Trung Cali, chủ tịch tập thể của chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, là một sĩ quan không quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Xin mời anh Bùi Đẹp. Người thứ ba là bà Trần Thanh Hiền, thư ký ban thường vụ hội đồng đại biểu, tổng thư ký liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, nguyên tổng thư ký và thành viên sáng lập hội đền Hùng. Trước năm 1975 là giáo sư dạy pháp văn tại trường trung học cấp 3 Đà Lạt, Quy Nhơn và Sài Gòn. Xin mời cô Hiền. Người thứ tư là ông Trần Vệ, ủy viên thường vụ hội đồng đại biểu, thiếu tá thủy quân lục chiến, tổng hội trưởng tổng hội võ bị Đà Lạt, tham gia liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, đền và thành viên của đền Đức Thánh Trần. Người thứ năm là ông Phan Quang Thuận, ủy viên ban thường vụ hội đồng đại biểu, kiến trúc sư, tốt nghiệp đại học Berkeley, hội trưởng hội ái hữu đồng hương quốc gia Quảng Ngãi, trước năm 1975 là học sinh trường Nguyễn Hiền Đà Nẵng. Xin mời anh Thuận. Người thứ sáu là ông Nguyễn Nhật Minh, ủy viên ban thường vụ hội đồng đại biểu, nguyên tổng thư ký ủy ban 8406 hải ngoại, nguyên tổng thư ký hội thân hữu Quảng Ngãi Nam Cali, thiếu tá trưởng ty an ninh quân đội trước năm 1975. Người thứ bảy là ông Lê Quang Vật, ủy viên thường vụ hội đồng đại biểu, tổng vụ truyền thông báo chí giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Hoa Kỳ, phó đặc trách truyền thông của liên ủy ban chống cộng sản và tay sai, phong trào ủng trợ tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, đồng sáng lập hội đền Hùng và thành viên hội Đức Thánh Trần. Người thứ tám là ông Phan Đa Văn, ủy ban thường vụ hội đồng đại biểu, nguyên phó chủ tịch cộng đồng Á Châu Riverside, trước năm 1975 là hiệu trưởng trường Minh Tâm tại Cần Thơ. Xin mời bác Văn. Người thứ chín là ông Lê Đình Sáu, ủy viên thường vụ hội đồng đại biểu, phó chủ tịch nội vụ hội thân hữu Quảng Ngãi, quốc gia Quảng Ngãi, trước 1975 là sĩ quan cảnh sát quốc gia. Người thứ mười là ông Võ Tấn Kha, ủy viên thường vụ hội đồng đại biểu, sáng lập chủ tịch khối cựu sinh viên trường bị Thủ Đức, Washington, Hiệp Thiên Đại Cao Đài Giáo, Cao Đài, cố vấn hội thân hữu Quảng Ngãi, trước năm 1975 xuất thân khóa 18 sĩ quan trường bị Thủ Đức. Thứ 11 là ông Cao Hữu Vinh, ủy ban thường vụ hội đồng đại biểu, thành viên Liên minh Việt Nam Tự Do, thành viên hội ái hữu Hải quân Cửu Long, trong nhóm thủy thủ già, hiện sinh hoạt tôn giáo tại chùa Phật Quang, trước năm 1975 là cựu sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh vùng 4 Duyên Hải Phú Quốc. Đây là 11 quý vị trong hội đồng, trong ủy ban thường vụ hội đồng đại biểu cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Xin tất cả quý vị cho rằng một tràng pháo tay thật lớn. Chúng tôi xin mời anh Bảo Nguyễn, phó chủ tịch ngoại vụ của ban hội đồng chấp hành cộng đồng người Việt Nam Cali lên sân khấu. Kính thưa quý vị, như quý vị đã thấy qua các lời giới thiệu vừa rồi, trong 11 vị ủy ban thường vụ hội đồng đại biểu cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali đó, chúng ta thấy đa số là các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Những vị này đó 20 năm trời dâng hiến cuộc đời trai trẻ của mình tranh đấu để mà bảo vệ miền Nam Việt Nam chúng ta.
Sau đó có vị từ 10, có vị đến 15, 17 năm ở trong trại tù cải tạo của Cộng sản. Qua đây ở cái tuổi lớn tuổi, có nhiều vị 70, 75, 80, mỗi ngày lái xe thật là nhiều, bỏ hết thời giờ lao tâm lao lực cho cộng đồng, công việc xây dựng cộng đồng của chúng ta, cũng như cho việc xây dựng đấu tranh, tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do, dân chủ, cho đồng bào ở trong đất nước. Và gần đây nhất là 11 vị này đã tình nguyện gia nhập vào hội đồng đại biểu và được tín nhiệm để bầu lên giữ vai trò trong Ủy ban Thường vụ. Chúng tôi, Ban chấp hành, Hội đồng chấp hành Cộng đồng Người Việt Quốc gia cũng như là Hội đồng giám sát, không có điều gì vui mừng hơn là có cái sự tiếp tay của quý vị. Thành ra ngày hôm nay, chúng tôi xin thay mặt cho cộng đồng, cho tất cả mọi đồng hương để gửi đến quý vị cái sự cảm kích sâu xa của chúng tôi qua cái bằng tưởng lục rất là đơn giản và nhỏ bé này. Xin quý vị nhận đây là cái lòng biết ơn sâu xa của tất cả mọi người trong cộng đồng Người Việt Quốc gia của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi, người đầu tiên chúng tôi xin gửi đến là ông Phan Kỳ Nhơn. Ông là Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội đồng Đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia. Ông đã liên tục đóng góp công sức hơn 10 năm qua trong các công tác của cộng đồng, đó là chưa kể những cái việc mà ông đã góp phần hy sinh chiến đấu cho chính nghĩa tự do, và ông cũng là Chủ tịch Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai. Xin cảm ơn ông. Ông Phan Kỳ Nhơn thay mặt cho tất cả 11 vị trong thành phần ủy viên thường vụ của hội đồng đại biểu có đôi lời cùng tất cả quý vị. Chúng tôi thay mặt ban thường vụ 11 vị cảm ơn ông Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Nam Cali. Nhưng mà thưa toàn thể đồng hương, không phải hội đồng đại biểu chỉ có 11 vị này mà thôi, mà hội đồng đại biểu hiện đại lên tới 30 tổ chức hội đoàn nằm trong đó, và con số sẽ lên đến hàng trăm vì không giới hạn con số. Đó là cái thành phần của hội đồng đại biểu. Còn ban thường vụ này là được bầu lên để mà chúng ta làm việc hàng ngày, nhiệm vụ thường như ông Chủ tịch Cộng đồng cũng đã trình bày với đồng hương trong cái phần nhiệm vụ từng tổ chức trong các cơ chế của cộng đồng rồi. Chúng tôi không nói thêm mất nhiều thời giờ. Và qua cái phần trình bày của ông Chủ tịch Cộng đồng thì chúng ta thấy các cơ chế, các tổ chức rất đầy đủ. Tuy nhiên, có một công tác mà chúng tôi sẽ thưa với toàn thể quý vị, cũng do cộng đồng, nhưng mà chúng tôi là người điều họp để tổ chức một cái buổi cầu nguyện cho nạn nhân của chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh lãnh đạo từ năm 1930 cho tới ngày hôm nay. Thì đây là một việc làm mà 40 năm trôi qua chúng ta đã quên đi chuyện đó. Mặc dù ở Washington đã có cái đài tưởng niệm nạn nhân chế độ Cộng sản trên 100 triệu khắc ở cái tượng đài đó. Và trong dịp mà chúng tôi đi để chống Nguyễn Phú Trọng
thì chúng tôi có đến tại tượng đài đó làm lễ. Và trong cái chiến dịch này, phải nói là chúng tôi được sự hưởng ứng của tất cả các tiểu bang đều đồng ý, đồng tâm. Chúng ta phải chọn một ngày để cầu nguyện, tôi nói là cầu nguyện cho những người đã nằm xuống vì chế độ cộng sản. Trong đó nó có nhiều dữ kiện lắm, từ năm 30 tới bây giờ, không phải riêng gì Mậu Thân không đâu. Trước đó rồi đấu tố, rồi nhất là các tôn giáo bị sát hại một cách dã man, mà 40 năm trôi qua hầu như mọi người quên đi, quên đi để mà lờ lững bắt tay với chế độ cộng sản. Đó là điều tôi khẳng định như vậy. Và hôm nay tôi nêu lên vấn đề này, nó có ba vấn đề rất sâu sắc. Thứ nhất về tâm linh, chúng ta cầu nguyện cho những người đã nằm xuống, và cầu nguyện Thượng Đế làm sao dặn cổ với cộng sản sớm cáo chung. Cái này cầu nguyện thứ hai. Và cái chuyện mà cái rất quan trọng, chưa chắc gì những người giết sử dưới gọng kềm của chế độ cộng sản dám giết sự thật, cũng như bọn phản chiến ở Mỹ đây giết sai lạc về Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Đó là bài học mà chúng tôi nêu đưa lên vấn đề này để thế hệ thứ hai, thứ ba và sau nữa thấy rằng tội ác cộng sản như thế nào. Và chúng ta kết luận câu là Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc. Và từ đó Đông Hưng có đồng ý rằng chúng ta nuôi dưỡng một cái chế độ để mà nó sát hại dân tộc, để mà bán nước không. Đó là chuyện quyết định của mọi người sau khi biết được rõ ràng tội ác cộng sản. Đó là mục tiêu thứ ba mà chúng tôi đưa lên. Và vì thời gian rất ít nên chúng tôi không nói nhiều. Nhưng mà xin thông báo là ngày 29 đây tháng 8 lúc 4 giờ chiều, 6 giờ chiều ngày 29 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, chúng ta có buổi lễ cầu nguyện. Chúng tôi sẽ thông báo chính thức sau. Xin cảm ơn ông Chủ tịch của Ủy ban Thường vụ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thành viên của Ủy ban Thường vụ và xin mời quý vị trở về ghế an toàn. Tiếp nối chương trình có ngày chúc vui hôm Nam Cali và chúc ban chấp hành cộng đồng gặt hái những thành quả tốt đẹp trong những năm ngày sắp tới.
nói cảm tưởng với Tân Ban Chấp hành sau